Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Sái Vlog. Thì hôm nay anh em mình làm rai rai có chân gà nướng, còn với mấy đứa em á các bạn. Thì chút xíu nữa mình Bi sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn hãy chờ đón xem video của mình nhé. Đây là chân gà mình ướp muối ớt khoảng thứ bảy anh em mình lại gài dài chút xíu. Bây giờ mình chặt cho các bạn, mình chặt mình bánh gai này, mình ướp muối ớt, cái này mình ướp muối ớt khoảng chặt như là mình nướng nó mau chín thôi các bạn. Để chút xíu mình nướng mình cho các bạn xem thêm video ha. Các bạn bắt đầu công đoạn mình nướng các bạn. Áp lửa các bạn. Chính anh em mình lụm, bắt đầu lụm nè, có rượu luôn không, có xoài luôn này, đưa cho fan nè, fan làm chân fan mời các bạn fan ăn thử đi. Giòn không fan? Giòn không? Giòn. Ngon. Chấm miếng đi. Sao fan? Cay không? Nóng không? Nóng không? Nóng. Đợi công chuyện rồi. Đợi công chuyện rồi, chính rồi. Tao mấy đứa nhóc lại đi. Cho mẹ mình đưa cho mẹ mình. Nóng. Nóng không? Nóng không? Để vô chén rồi, ngồi ăn. Chấm nước lên, chấm không? Chấm không? Chấm miếng nó chấm lên. Xé ra. Ừ, xé ra, rồi.
xé ra làm đôi luôn, xé ra mai chấm nè, chấm nước chấm nè, nước chấm cần thánh nè. Mời các bạn ăn đây. Giòn không? Giòn. Ngon không? Cay cay. Chạy nước miếng luôn. Chứ vừa tao thầy nè kẹp lắm mà nỉ tao lắm đi ta em bị nhưng mình tay nhìn thách biết liền anh em Bình Dương làm gì biết không.